Ở đây ai mà bị gào á, mỗi lần mà nó ngứa trời ơi thiếu điều ông nội ơi gãi muốn bong cái da đầu á. Vô đây tôi chỉ cho một cái, 2, 4, 6, chỉ với 6 ngàn thôi chạy ù đó tiệm thuốc tây mua cho tôi cái này. Xài đến lần thứ 3 mà không hết ha, mất cái gì tôi cũng mất, ok chưa? Câu chủ đề chính luôn đi ha. Thì hôm bữa tôi có cái clip này, tôi chỉ cho mọi người xài cái chai này để trị gào, không biết mọi người còn nhớ không ta. Nhưng mà trong cái clip đó vẫn có nhiều bạn vô kêu là anh ơi, cái chai này xài nó nhẹ quá, kiểu nó không có đã. Ý là nó đã ngứa nha. Nên là tôi phải đi kiếm từ trèo đèo lội suối, tôi gọi là test tùm lum từ lưa nè, test tùm lum từ lưa hết. Tôi kiếm cho mọi người cái này. Trời ơi. Chụp màn hình lại chạy ù đã hiệu thuốc đi chứ còn nói cái gì nữa. 6K nhớ là cái bịch này nha, nhớ cái bịch này nha. Hoặc là ra kêu người ta bán cho em cái dầu gội Cha Sunny, thương hiệu trị gào hàng đầu gần 10 năm là dầu gội trị gào bán chạy nhất tại nhà thuốc đó. Hoặc là nói như vậy chứ người ta thì người ta sẽ đưa cho mọi người cái bịch này hoặc là cái chai này, hai cái là một nha, nhớ nha, đừng có để cho người ta dụ muối khác nha, mấy khác nó làm sao á. Hai cái này thôi nha, nhớ nha. Chụp màn hình lại, chạy ra ngoài hiệu thuốc ta nói 10 điểm. À quên, phải nói công dụng với là cách sử dụng nữa chứ không hồi cái đổ thừa là anh không có chỉ nữa hay gì lắm á. Thì những bạn nào mà xài cái chai này rồi vô làm chứng cho tôi là xài xong ta nói thiếu điều cái tóc nó khô mà như cái rễ tre, như cái gọi là tóc giả vậy đó như tóc giả vậy đó, hồi gỗ nó khô lắm. Nhưng mà xài cái này xong nè, nó không khô mà nó mềm tóc, ảo không? Ý là nó trị gào nhưng mà nó không làm khô tóc, nó không làm sơ tóc, cũng không có mùi luôn, ảo không? Trả lời có nha, nhớ trả lời có nha, không có được trả lời không nha. Ảo không? Có. Ừ, ý là nó không có bị khô. Trời ơi, còn má này là nó khô, là khô điên luôn, gọi là khô dữ thần luôn á. Nhớ lại, đặc biệt một cái quan trọng, nhớ dùm tôi, khắc cốt ghi tâm dùm tôi nha. Xài cái này 1 đến 2 lần một tuần thôi nha. Nghe. Nhớ chưa? 1 đến 2 lần một tuần thôi chứ không phải ngày nào cũng xài nha, nhớ nha. 1 đến 2 lần một tuần cho tôi thôi. Nhớ đó, trời ơi không hồi cái tự nhiên ngày nào cũng xài rồi. Có cái gì cái là đổi thừa cho tôi nữa, nhớ nha, 1 đến 2 lần một tuần thôi đó. Không, tôi chỉ cho xài luôn nè, trời đất ơi. Không hồi thấy đổi thừa không có chỉ lắm. Đó, như xong rồi. Mọi người lấy nước. Đó, xong rồi chà lên. Đó, đánh bọt lên. Đó, xong mọi người chà lên đầu. Xí đi tắm, giờ chỉ có tắm nên là không có chà lên đầu được, nhớ nha. Đó, lấy từng đó thôi, một tuần xài 1 đến 2 lần cho tôi thôi, nhớ nha. Tôi chỉ cho rồi đó, xong rồi chạy ù ra đi. Mấy cái tiệm thuốc tây như tiệm nào cũng có hay sao á, chạy ù ra hỏi đi rồi xài đi rồi nhớ feedback lại cho tôi nha. Yêu.